xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với lại Suri về um, chia sẻ cảm xúc về nhân vật sau mỗi mỗi chuyện mỗi video chuyện thì um, quý vị khán thính giả vừa nghe xong tập số 126 của cuốn tiểu thuyết Quái kiện hình cảnh um, sau cái tập này thì thanh bình cảm thấy rằng um, có một cái gì đó là ấm ức ấm ức cho Diệp Thanh về mà ngoài cái ấm ức cho Diệp Thanh là mình cảm thấy nó có cái gì đó nó không thoải mái lắm với lại uh, cái cô uh, gái Lâm Vũ Tịnh thì Thanh Bình có đọc nhiều những cái comment ở những cái uh, tập trước ấy, thì cũng có nói rằng Lâm Vũ Tịnh là không 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 xứng đáng với lại Diệp Thanh uh... Thanh Bình cũng uh, cũng 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 phản bác lại rằng đây là cái vấn đề tình yêu mà Tình yêu thì không thể nói rằng ai hợp với ai hay là ai xứng đáng với ai được. Một khi đã yêu vào rồi, đã thích vào rồi ấy thì nó không thể nào có lý trí nữa đâu. Đấy, thì mình không nói đến vấn đề xứng hay không xứng, nhưng mà cái cách cư xử của Lâm Vũ Tịnh mình cảm thấy là nó không được nó không được chín chắn. Nó như trẻ con ấy, mặc dù Lâm Vũ Tịnh là một cô gái lớn hơn Diệp Thanh đến 6 tuổi. Mình nghĩ rằng 6 tuổi là cái khoảng cách để chúng ta chín chắn hơn nhiều chứ mà đặc biệt lại ở trong cùng ngành công an với nhau và cũng phải đi phá án biết cái cuộc sống của công an của người truy tìm phá án thì nó bận bịu đến như thế nào rồi nó phải lo nghĩ nó phải stress cho vụ án rất là nhiều không về nhà được mà mà khi mà về nhà ấy thì cũng đầu mệt mỏi đầu óc mấy ngày không ngủ đầu óc nó cũng mệt mỏi đã rồi rồi thì tâm trí đâu mà mà quan tâm hay là um, có nhiều những cái lời nói yêu thương mà đặc biệt là cái đây diệp thanh này lời nói ngọt ngào thì chắc là ít đó um, thì lâm Vũ tịnh mình cảm thấy rằng uh, cái tính cách uh, trẻ con quá mặc dù mình biết rằng cái tâm lý của phụ nữ khi mà yêu khi mà uh, đã làm vợ rồi thì thì hầu hết là rất là mong muốn chồng mình sẽ phải quan tâm đến mình sẽ phải có những cái cử chỉ lời lẽ nó ngọt ngào nhưng mà một người phụ nữ của gia đình nó khác với lại khi yêu phải hiểu phải hiểu chồng mình hiểu tính chất của công việc của chồng mình và hiểu cái hoàn cảnh xảy ra cái sự việc mà làm cho mình cảm thấy nó bực bội thì mới có một cái cuộc sống với một cái gia đình nó vui vẻ hạnh phúc được ngay cả chúng ta anh chị em mình cũng thế đi làm về mệt sắp chết đi cái thời gian đâu mà ngọt ngào được nhiều khi có những cái vấn đề nọ muốn vợ muốn nọ kia nhưng mà mệt sắp chết rồi chỉ muốn ngủ thôi thì làm sao mà như cái tập trước đấy nên làm sao mà còn hứng thú gì nữa đúng không ạ cho nên là, là mình cảm thấy cái bà Lâm Vũ Tịnh này là mà đặc biệt là cái tập này lại um, ăn mặc nó hở hang rồi này đi uh, giao lưu rồi này đi nhảy với lại một cái thằng khác để biết rằng là để chọc tức Diệp Thanh đấy nhưng mà mình nghĩ nào đó là cái cái càng khẳng định cho cái quan điểm của mình đó là cái sự rất là trẻ con nó không xứng đáng với lại uh, cái miêu tả là một người lớn tuổi và người trong ngành. Đó. thì không biết là quý vị khán thính giả cảm nhận như thế nào thì mỗi người xem, mỗi người nghe, mỗi người đọc sẽ có một cái sự cảm nhận riêng, nhìn nhận nó nó khác nhau, nó ở mỗi cái mức độ khác nhau nhưng mà theo mình thì mình cũng thiên về cảm xúc cho nên là mình cảm nhận nó như thế. Ok, còn Thực ra thì nếu mà ngồi để nói thì mỗi cái tập thì nó cũng rất là nhiều vấn đề. Mà Thanh Bình thì nói thì cũng không không phải là viết ra một cái kịch bản để viết đâu, cho nên là nhiều khi mình nói nó vẫn còn lan man vấn đề ra chứ nó không có kịch bản sẵn, mong quý vị khán thính giả là 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 thông cảm nhiều khi lời nói nó cũng hơi líu lại đó. Nên là không được trôi chảy giống như mình đọc truyện đâu. Thì mình nghĩ sao thì mình nói thế thôi chứ đó thì ngoài cái vấn đề ra ngoài cái vấn đề về 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 bà Lâm Vũ Tịnh ra thì về cái vấn đề vụ án của cái tập này thì đó là một cái vụ án lừa đảo mà chúng ta ngay bây, bây giờ ngay cái kiểu huy động vốn rồi chạy bỏ đi này sắp sửa sắp sửa là cái vụ án của công ty này này rất là nhiều tiền này này mang ở Việt Nam mình được vừa rồi cũng rất là nhiều công ty huy động vốn cho vay lãi nó cái thứ sông ngọc linh cái thứ đấy cũng đúng cái kiểu uh, huy đầu tư xong rồi sinh lãi kiểu này đấy, đó cũng là một cái bài học để cho chúng ta đấy. không có cái gì um, miễn phí đâu, không có cái gì nó ngon lành đâu, tiền vứt cho chúng nó xong rồi chúng nó lấy tiền đấy, chúng nó lại chia nhỏ ra trả cho mình từng tháng một, xong rồi đến lúc nó đến một cái bong bóng nó đến một cái mức độ nào đó thì nó vỡ thì thôi mất, làm gì có cái chuyện nó cầm tiền nó đầu tư cái gì để nó lãi như thế, nó trả cho mỗi một người đầu tư nó gần hai trăm phần trăm như thế thì nó khó, cho nên là đấy nó cũng là một cái bài học cho cuộc sống của mình sau này thôi. Làm cái gì, đầu tư cái gì, mình biết cái gì nó phải thực tế, nếu như nó phi thực tế quá thì đúng có tin. Ok. Cảm ơn quý vị khán thính giả và hẹn gặp lại sau cái tập 1 uh, 127 sắp tới. Ok.